Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp tuần mới từ ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp thầy tử vi chỉ ra rằng, vận trình của người tuổi Tý trong tuần mới không được suôn sẻ như ý muốn khi hung vận lấn át cát vận. Điểm báo tử vi cho thấy đây là thời điểm bạn cần giải quyết dứt điểm những việc giang dở trước đó, nếu không chúng có thể gây rắc rối lớn cho bạn trong thời gian sắp tới nếu bạn vẫn tiếp tục thờ ơ và bỏ bê. Tuần này còn có sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh điểm báo tiểu nhân chơi xấu có thể tung tin đồn thất thiệt khiến những chú chuột chịu thiệt hại danh dự, ảnh hưởng tới uy tín cá nhân, ngáng chờ đường tiến thân của bản mệnh. Do đó, hãy thận trọng khi kết giao với ai đó cũng như hành sự cẩn thận để tránh lộ sơ hở cho tiểu nhân nắm thóp. Vận trình tài lộc ổn định hơn hẳn ở thời điểm đầu tuần nhờ được chính tài che chở, càng về cuối tuần vận trình càng suy, nguy cơ mất tiền, hao tài tốn của của bạn càng lớn. Do đó, nếu có bất kỳ kế hoạch tài chính hay đầu tư nào, bạn nên ưu tiên thực hiện ngay từ đầu tuần. Vận xui còn đeo bám con giáp này cả ở đường tình duyên. Đào hoa ảm đạm, người độc thân ngày càng cảm thấy vô vọng với tình cảm đơn phương hiện tại bạn nghĩ mình đã rất chân thành rồi nhưng trái tim người ấy mãi chẳng chịu lung lay. Còn người đã có đôi gặp phải khoảng lặng trong mối quan hệ vốn đang tiến triển bình thường của mình. Tử vi tuần mới của tuổi sửu từ ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Bước sang tuần mới này, người tuổi sửu đang có điểm báo hung vận áp chế khá lớn, khiến cho vận trình tuần mới của người tuổi sửu gặp khá nhiều biến động đầu tuần sẽ là thời điểm khó khăn nhất đòi hỏi bản mệnh phải nỗ lực gấp bội mới mong xoay chuyển tình thế. Nhưng mọi chuyện sẽ dần có khởi sắc tốt lành về cuối tuần nhờ ấn quan hợp lực sẽ đưa bản mệnh đi qua mọi khó khăn trở ngại. Có thể những trở ngại ban đầu sẽ khiến bạn thấy nản lòng, buồn chán. Nhưng hãy nhớ rằng, khi bạn nản trí thì cũng là lúc thất bại ập đến. Đừng bao giờ ngừng cố gắng, bởi thành công và thất bại đôi khi chỉ cách nhau một bước chân mà thôi phương diện tài lộc của những chú trâu trong tuần này cũng khá dư giả nhờ được các thần thiên đức soi sáng. Cơ hội kiếm tiền của con giáp này khá nhiều, cả về đường chính ngạch lẫn tiểu ngạch. Người làm kinh doanh buôn bán phát tài, người làm công ăn lương thoải mái tiền tiêu. Tuy nhiên, chuyện tìm cảm cũng khiến bản mệnh khá đau đầu trong tuần này. Khoảng cách lứa đôi càng ngày càng lớn, dường như không còn cách nào có thể hàn gắn được dạn nứt. Tình yêu không thể gượng ép, hãy làm theo những gì trái tim mách bảo, khi ấy, bạn mới thực sự hạnh phúc. tử vi tuần mới của tuổi dần từ ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy, người tuổi dần đón tuần mới với nhiều niềm vui xen lẫn cả nỗi buồn, vận trình thăng trầm bất định. Công việc ngay từ đầu tuần vốn đang rất tốt đẹp khi được ấn tinh hộ mệnh, tạo thêm những bước đường thăng tiến mới cho bản mệnh trong tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của thiên quan mang theo những điểm báo không lành, kẻ tiểu nhân rình rập tạo những nguy cơ khiến cho bản mệnh mất đi những ưu thế mà mình đang có. Bản mệnh cần luôn luôn chú ý nhắc nhở bản thân kiềm chế cảm xúc, tránh cư xử thiếu lý trí, nóng này bốc đồng tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng hãm hại mình. Ngoài ra, trong tuần còn có Bạch Hổ Hung tinh chiếu mệnh, chủ về tai họa bất ngờ, điểm báo rằng có thể bản mệnh sẽ gặp phải một số biến cố dẫn đến tiêu hao tiền của hoặc gặp nguy cơ về sức khỏe. Do đó, những chú hổ cần cẩn trọng khi di chuyển, chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh vì một phút bất cẩn mà để lại hậu họa sau này. Chuyện tình cảm của bạn cũng lúc thăng lúc trầm. Có những lúc tình cảm lên cao, song cũng không hiếm khi hai người bất đồng quan điểm, tranh cãi chẳng đáng có. Điều này nhắc nhở cả hai cần tìm cách để củng cố mối quan hệ đang có phần nguội lạnh hiện tại. Tử vi tuần mới của tuổi Mão từ ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, vận trình tuần mới của tuổi mão của bạn khá bình ổn, biến động giảm đi rõ rệt so với trước đó. Trải qua không ít sóng gió trong công việc áp lực về tinh thần, cuối cùng những chú mèo cũng có thể lấy lại sự yên ổn và bình an trong tâm hồn. Tuần này là dịp để bạn phô diễn tài năng trước mặt lãnh đạo, khẳng định vị trí của mình trong tập thể nhờ sự che chở của chính ấn. Lại thêm tử vi cắt tinh trợ lực, có thể nói con giáp này sẽ dễ dàng vượt qua được những cảm bẫy hiểm trở do hung thần thiên quan sắp đặt hãy vững tin vào năng lực của bản thân, ngắm thẳng tới mục tiêu và tiến bước, chớ để những vật cản giữa đường khiến cho bản thân trở nên chùn bước chân. Tử vi phương Đông tài lộc vượng nhất vào thời điểm cuối tuần, đầu tuần không có nhiều cơ hội kiếm tiền, do đó bạn nên dồn các kế hoạch kinh doanh hay đầu tư về cuối tuần để được cát khí vây quanh tăng tỷ lệ thành công thu lợi về cho bản thân. Trên tình cảm của tuổi mão trong tuần này khá khó nói, các cặp đôi không có biến động gì lớn, mọi chuyện vẫn êm đềm, không nhiều vấn đề nảy sinh. Song các bạn còn độc thân thì vẫn chưa tìm được người để đồng hành trên chặng đường hạnh phúc, thời điểm này hãy cứ tập trung phát triển bản thân trước đã bạn nhé. Tử vi tuần mới của tuổi Thìn từ ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Vận trình tuổi Thìn có xu hướng đi xuống trong tuần này khi chỉ số hung vận khá lớn áp lực bùa vây khiến tinh thần của con giáp này xuống dốc nghiêm trọng, kèm theo đó là những muộn phiền về công việc, chuyện tình cảm rắc rối, nhất là sự xuất hiện của đại hao hung tinh gây hao tốn tiền của càng khiến mọi thứ rối tinh rối mù. Tâm trạng bất ổn có thể khiến những chú rồng thiếu sự tập trung. Điều này có thể để lại hậu quả không nhỏ khi thương quan hung tinh xuất hiện, báo hiệu sự tùy tiện trong hành động của bản mệnh có thể gây ra những hậu quả nặng nề khi mà xử lý công việc một cách tùy hứng, thiếu khoa học. Đại hao hung tinh xuất hiện mang theo dấu hiệu phá tài vì thế người tuổi thìn cần quản lý chặt túi tiền của mình đừng tiêu xài lãng phí kẻo cuối tháng lại rơi vào tình trạng vay mượn khắp nơi mà lúc cần đến tiền thì trong túi lại chẳng có xu nào trên tình cảm của mệnh chủ trong tuần này cũng có phần không vui do bạn cảm nhận được khoảng cách giữa hai người cứ ngày một lớn hơn nguyên nhân cũng bởi cả hai đều chất chứa những nỗi niềm riêng trong lòng thay vì chọn cách trao đổi sẻ chia với nửa kia tử vi tuần mới của tuổi tỵ từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp thầy tử vi chỉ ra rằng, vận thế của người tuổi tỵ khởi sắc mạnh mẽ trong tuần này với nhiều niềm vui ở mọi phương diện trong cuộc sống. Những chuyện xui xẻo gặp phải tuần trước tuần này tự động tan biến, trả lại cho bạn bầu không khí thư thái, an yên. Với những người mới đi làm hoặc thay đổi vị trí làm việc nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận thử thách từ cấp trên hãy cứ bình tĩnh đón nhận nó như công việc hàng ngày bạn làm đừng quá căng thẳng nếu không bạn sẽ khiến cấp trên nghĩ rằng bạn không đủ năng lực để đảm nhận nhiệm vụ này vận trình tình cảm hanh thông tình yêu đôi lứa thăng cấp bất ngờ hứa hẹn những trải nghiệm sinh động người độc thân cũng có vận đào hoa vượng lên bất ngờ bạn trở nên cuốn hút hơn trong mắt người khác giới bằng chính sự bí ẩn và thông thái của mình chính vì thế cơ hội để tìm được nửa kia rất lớn đấy Lưu ý, sức ảnh hưởng của tiểu hao hung tinh tuy nhỏ nhưng cũng không được chủ quan xem thường. Trong tuần bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể để không bị hao hụt tài chính quá lớn. Tử vi tuần mới của tuổi ngọ từ ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Đây là một tuần hứa hẹn nhiều điều tích cực và may mắn sẽ đến với người tuổi ngọ. Công việc càng về cuối tuần càng diễn ra thuận lợi, có thu hoạch bất ngờ bạn còn rất hay được người khác giúp đỡ nên dễ dàng đạt được các mục tiêu đã đề ra hơn thế những chú ngựa còn có cơ hội tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao hoặc tầng lớp có quyền lực trong xã hội từ đó học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cũng như tạo các mối quan hệ xã giao rộng rãi có lợi cho phát triển sự nghiệp của bản thân trong tương lai tử vi khoa học nhận thấy vận trình tình duyên của con giáp này trong tuần có khởi sắc nhất định vận đào hoa vượng Tuy nhiên, để tìm được đối tượng ưng ý đòi hỏi người tuổi ngọ cần phải chủ động nắm bắt thời cơ, nếu không duyên đến rồi lại đi rất đáng tiếc. Lưu ý, trong tuần hung tinh ngũ quỷ ảnh hưởng có thể gây hại cho phương diện sức khỏe. Thời tiết thay đổi đột ngột, bản mệnh chú ý giữ ấm cổ họng kẻo bị cảm lạnh, ho kéo dài dẫn tới viêm họng cấp. Tử vi tuần mới của tuổi Mùi từ ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Người tuổi Mùi trong tuần này đón nhận vận trình có nhiều thăng trầm bất ổn, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp. Hung thần thương quan gây họa khiến con giáp này dễ bị kẻ xấu kích bác, hành động mất kiểm soát và đưa ra những quyết định sai lầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và uy tín của bản thân. May sao đến cuối tuần có chính ấn bảo trợ, thêm thiên ấn nâng đỡ nên vận trình của bản mệnh cũng dần có chuyển biến tích cực. Những mâu thuẫn, khó khăn trước đó dần được giải quyết ổn thỏa, bản mệnh cũng tạo ấn tượng tốt với lãnh đạo cấp trên bằng sự nỗ lực của mình vận trình tài lộc cũng khá bất ổn không được sáng rõ cho lắm khi mà chưa có nhiều tín hiệu cho thấy bản mệnh nắm giữ được tiền bạc trong tay mặc dù thực thần xuất hiện có lợi cho đường làm giàu giúp những chú dê có nhiều khoản thu về tay nhưng ngay sau đó bạn lại gặp phải họa kiếp tài dễ tin người mù quáng mà đem tiền bạc tiêu tán đi mất tình cảm ổn định an ủi phần nào cho bạn trong tuần này đôi lứa vẫn duy trì được những sự tương tác và chuyện trò cần thiết về những vấn đề cả hai gặp phải Tình yêu của hai bạn được xây dựng trên sự tin tưởng tuyệt đối nên rất bền chặt nhờ vậy. Tử vi tuần mới của tuổi thân từ ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Người tuổi thân đón tuần mới với các khí lan tràn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Thiên tài và chính tài xuất hiện ngay từ đầu tuần giúp đường tài lộc vô cùng hanh thông rộng mở. Dù vẫn còn vài trắc trở nhưng sau cùng bạn vẫn giành được thành công và thu về tài lộc cho mình phương diện sự nghiệp cũng có tin mừng nhờ có tỷ kiên che chở. Các thần này sẽ tăng thêm cho bản mệnh ý chí sắt đá vững vàng, cũng rất quyết đoán và có tinh thần trách nhiệm cao. Điều đó giúp bạn khá nhiều trên con đường thăng tiến khi được cấp trên đánh giá đúng năng lực sẵn có. Ngoài ra, sao dịch mã chiếu mệnh mang điểm báo bạn sẽ đi công tác xa. Chiến công tác này vừa là thử thách nhưng đồng thời cũng là cơ hội để bạn tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt mọi người. Nếu bạn làm tốt nhiệm vụ được giao, vấn đề tăng lương, thăng tiến không còn là điều gì quá khó khăn. Diễn biến tình cảm của những chú khỉ cũng suôn sẻ hơn, vận đào hoa xuất hiện vào những ngày cuối tuần. Nếu nắm bắt cơ hội hiếm có này, mệnh chủ sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc sống độc thân tẻ nhạt của mình bằng một mối tình vô cùng lãng mạn với người phù hợp với tiêu chuẩn mình luôn hàng tìm kiếm. Tử vi tuần mới của tuổi dậu từ ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Tử vi tuần này của 12 con giáp chỉ ra rằng, người tuổi dậu may mắn được các tinh thái dương chiếu rọi, sự nghiệp trên đà phát triển vô cùng rực rỡ, đặc biệt là với nam mệnh. Quý nhân xuất hiện sẽ che chở cho bạn trên chặng đường sắp tới, hễ gặp khó khăn là sẽ có người đứng ra giúp đỡ tháo gỡ kịp thời, thu về thành quả khả quan. Có thể nói, bạn là một trong những con giáp có vận trình sáng sủa nhất tuần này, tuy không tới mức liên tiếp gặp may mắn từ trên trời rơi xuống nhưng cũng không quá vất vả bận rộn. Bạn còn rất hay được người khác chiếu cố nên dễ dàng đạt được các mục tiêu đã đề ra. Chẳng những vậy, tài vận thăng cấp nhờ có chính tài trợ mệnh, các dự án kinh doanh, đầu tư đều sinh lời. Tuần này chính là thời điểm bạn ngồi mà đếm tiền. Tuy nhiên, để có được điều đó, bản mệnh cũng phải trải qua không ít điều phiền muộn, khó khăn, thử thách. Dẫu sao, kết quả cuối cùng thật mỹ mãn, bạn xứng đáng có được điều đó. Chuyện tình cảm của tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt nhưng về cơ bản thì không có sự đột phá nào trong tuần 46 này có thể giữa cả hai vẫn đang tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách hai bạn đến với nhau. Hãy tìm hiểu xem trở ngại đó là gì và cùng nhau phá vỡ cách trở nhé. Tử vi tuần mới của tuổi Tuất từ ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Trong tuần mới này, do chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận trình của người tuổi Tuất đương đầu với khá nhiều sóng gió, công việc không suôn sẻ lúc nào cũng phát sinh vấn đề bạn không ngờ tới khiến bản mệnh vô cùng chán nản đã từng nhiều thời điểm bạn muốn buông xuôi xong ý chí quyết tâm trong máu thôi thúc bạn kiên trì và nỗ lực nhiều hơn nữa phải đợi tới cuối tuần thì vận trình mới có khởi sắc nhất định bản mệnh khéo léo tháo gỡ được những khúc mắc đang gặp phải điều này cho thấy sự cố gắng và nỗ lực sáng tạo của con giáp này đã mang về nhiều tín hiệu tích cực tuy nhiên thương quan kết hợp với kiếp tài giáng xuống khiến cho vận trình tài lộc của con giáp này bị ảnh hưởng không ít nhiều kế hoạch đều đã đang được thực hiện nhưng đến cuối cùng chẳng thể mang lại cho bạn lợi nhuận như mong đợi một phần nguyên nhân cũng bởi sự cả tin thiếu sự đề phòng của mệnh chủ gây ra trong chuyện tình cảm mối quan hệ của hai bạn đang ngày càng nguội nhạt mà chẳng ai tìm cách hâm nóng có lẽ cả bản mệnh và người ấy đều đang tập trung quá nhiều tâm sức vào công việc mà thiếu chăm sóc cho tình yêu của mình đừng để những bộn bề cuộc sống khiến ta quên đi những người quan trọng trong cuộc đời mình Từ vi tuần mới của tuổi hợi từ ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Người tuổi hợi đang được thần may mắn dẫn lối chỉ đường. Các tinh bách Việt chiếu mệnh báo hiệu vận đào hoa nở rộ, vận trình tình cảm của con giáp này tăng tiến đến bất ngờ. Người độc thân có cơ may gặp được người trong mộng của mình và tình yêu đến nhanh chóng khiến chính người trong cuộc cũng phải bất ngờ song người có đôi hay đã lập gia đình cần phải biết kiểm soát tình cảm của mình, bởi khi đào hoa quá vượng dễ biến thành đào hoa dữ, có thể tự tay phá hoại hạnh phúc của mình bởi những cám dỗ tình cảm. Công việc ngay từ đầu tuần đã vấp phải không ít áp lực do sự xuất hiện của hung tinh thiên quan, khối tượng cần xử lý tăng lên mà thời gian eo hẹp khiến tinh thần bản mệnh bất ổn. Đôi lúc vì quá mệt mỏi vì phải xử lý nhiều việc cùng lúc bạn nổi giận, chút cơn thịnh nộ xuống đầu người khác dễ làm mất hình tượng và uy tín của chính mình từ giữa tuần trở đi con giáp này sẽ được an ủi phần nào khi chuyện tiền bạc khá suôn sẻ nhờ được thiên tài hỗ trợ thu nhập khá ổn định có phần tăng tiến theo chiều hướng tích cực thêm nữa người làm kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi trong chuyện buôn bán vì có thêm thực thần tạo cho nhiều cơ hội tài lộc về tay cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại